đời dây dồn. Con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây. Áo nhà chùa con không còn giữ được thì ba lại này con xin từ ta chơi ân sư để gọi là nhưng lại sao cùng từ bây giờ cho đến mai sau con xin giả biệt chốn Phật đài vào chốn gian lao. Con không biết rồi mình sẽ ra sao, chỉ thương cho sư phụ tôi già sống một mình nơi giữa quan sơn. Con có ra đi vào chốn bụi hồng, thầy chỉ có một lời khuyên con, đạo là ánh đuốc soi đường, con hãy giữ gìn đạo tâm. Sư phụ ơi, kể từ nay con vĩnh viễn rời xa thiên nhai, tự giả biệt tiếng kể lời kinh mãi mãi không còn được nghe mỏ sớm dưới chiều. Kể từ nay con đành lữ lạc chốn bụi hồng, để lấp lộn một cuộc đời thị phi gian trá bằng tâm hồn non dài thơ ngây. Áo nhà chùa con xin gửi lại cửa thiền môn, vì con không còn đủ đạo hạnh quang lên người con nữa. Trời Phật ơi, con đã nhúng tay vào máu bằng tâm tư không rõ chút lỗi lầm. Một ngày xảy ra bao biến cố, bàn tay hiền lành này đã phạm tội sát nhân, có người đã phá